Lịch sử toàn thư xin được kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới an lành và mạnh khỏe. Quý vị và các bạn thân mến, video ngày hôm nay của chúng tôi có những nội dung chính sau đây. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Châu Văn Liêm, người thầy giáo cách mạng. Đồng chí Châu Văn Liêm sinh ngày 29 tháng 6 năm 1902, mất ngày 4 tháng 5 năm 1930, là nhà cách mạng Việt Nam và là một trong các đại biểu chính thức tham gia hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3 tháng 2 năm 1930. Ông sinh tại làng Thới Thạnh, Tổng Thới Bảo, quận Ô Môn, tỉnh Cần Thơ, nay thuộc xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. Sinh ra trong một gia đình nho học nghèo, ông là người thông minh, cần cù, được chính quyền Pháp cấp học bổng. Từ nhỏ ông đã được học chữ nho và chữ quốc ngữ tại quê nhà. Sau đó ông lên Cần Thơ học. Năm 1922, sau khi có bằng thành trung từ trường College đi Mỹ Tho, ông vào học tại trường sư phạm Đông Dương tại Sài Gòn. Ông tốt nghiệp trường sư phạm Sài Gòn năm 20 tuổi, được bổ nhiệm về dạy học tại trường Long Xuyên. Thầy Liêm sớm nổi tiếng là người dạy giỏi. Năm nào số học sinh của thầy cũng đậu tiểu học cao hơn hết. Do vậy bà con gọi ông là thầy Châu nhất, có nghĩa là thầy Châu dạy lớp nhất mà cũng có nghĩa là thầy dạy giỏi nhất. Do tham gia đấu tranh phản đối thái độ vô trách nhiệm của các đốc học người Pháp và những giáo viên đối với học sinh, đầu năm 1926-1927, Châu Văn Liêm bị điều động đến dạy ở một ngôi trường xa xôi thuộc làng Long Điền, quận Trợ Thủ, tỉnh Long Xuyên. Dù dạy học ở đâu, Châu Văn Liêm vẫn luôn nghĩ rằng ở đâu cũng là đồng bào mình, học sinh là con em nông dân của mình. Ngoài ra, Châu Văn Liêm còn vận động gia đình bán toàn bộ tài sản để góp vốn cùng với các đồng chí Hà Huy Giáp, Nguyễn Kim Cương thành lập trường tư thục mang tên Sa Đéc Học Đường nhằm tập trung đào tạo các em học sinh trở thành người tốt, giúp ích cho xã hội, đồng thời làm cơ sở để hoạt động cách mạng. Trong quá trình dạy học, đồng chí Châu Văn Liêm rất tích cực trong hoạt động xã hội. Ông đã đứng ra thành lập nhiều tổ chức yêu nước như Việt Nam Phục Quốc Đảng tại Nam Nhã, đường Cần Thơ, Hội Giáo viên Học sinh yêu nước Long Xuyên năm 1926, Tiệm Thuốc Bắc Việt Hương Đường ở xã Thới Lai, huyện Ô Môn. Bên ngoài tiệm thuốc này bán thuốc đông y, nhưng bên trong là nơi liên lạc, phổ biến sách báo tiến bộ. Là một thầy giáo có tinh thần yêu nước, có ý thức cách mạng, năm 1926, ông vận động đồng bào địa phương và học sinh làm lễ truy điệu và bãi khóa để tang chí sĩ Phan Châu Trinh tại sân bay Mỹ Luông, quận Chợ Mới, tỉnh Long Xuyên, ngày nay là huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Năm 1927, ông được kết nạp vào tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội. Sau đó ông được cử vào Ban Thường vụ Kỳ bộ Nam Kỳ, được sự phân công của Đảng, thầy xin nghỉ dạy để điều hành trường tư thục Sa Đéc Học Đường. Trường này là cái nôi đào tạo thanh niên yêu nước để trở thành cán bộ dân vận. Tháng 6 năm 1929, ông được bầu là đại biểu Kỳ bộ Nam Kỳ tham dự Đại hội Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội ở Hương Cảng. Sau đó ông về nước với nhiệm vụ cải tổ Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội, thành lập Đảng Cộng sản, do đó An Nam Cộng sản Đảng được thành lập trong Nam. Ngày 3 tháng 2 năm 1930, ông cũng là một trong các đại biểu tham dự Hội nghị Hợp nhất Đảng dưới quyền chủ tọa của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tại Cửu Long, Hương Cảng, Trung Quốc. Tháng 4 năm 1930, ông lên Đức Hòa công tác. Ông lần lượt gặp thầy giáo Võ Văn Mong và bà Trương Thị Sáu, tức bà Nguyễn An Ninh, để được giới thiệu tới các cơ sở quần chúng trong vùng. Ngày 4 tháng 5 năm 1930, ông trực tiếp lãnh đạo cuộc biểu tình đòi giảm sưu thuế. Hàng ngàn người kéo từ Đức Hòa lên Chợ Lớn. Tại Đức Hòa, ông đứng trên mô đất trình bày các yêu sách của dân chúng bằng tiếng Pháp. Lính Pháp kéo tới đàn áp. Ông bình tĩnh đương đầu, biết ông là người cầm đầu. Pháp bắn ông và một số đồng chí khác. Lúc đó, Châu Văn Liêm mới 28 tuổi. Video của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên nhấn like, đăng ký và theo dõi kênh để nhận những video mới hữu ích nhất. Ban biên tập
xin được kính chúc quý vị luôn vui vẻ và an lành. Xin chào và hẹn gặp lại!